Xin chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi trong góc giao lưu và chia sẻ lại xin giới thiệu các bạn một cặp loa rất lạ và dị và độc đến từ đất nước Canada. Vâng, một đất nước rất thanh bình và đẹp và có nhiều kiệt tác trong giới chơi audio, gần như ai cũng đã biết. Hôm nay tôi muốn nói đến cặp Totem Chipper Town. Đây là một cặp loa này mà tôi cũng đã mất rất là nhiều thời gian nghiên cứu để xem nó có cái gì khác biệt không. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhìn thấy cặp loa này, nó có một cái hình tháp, tức là ở trên nhỏ, ở dưới to. Và nó có hai màu đặc trưng, một là màu đỏ mà hai là màu trắng, tùy theo các cái sở thích của mỗi một người khi chơi các dòng sản phẩm này. Và cặp loa này đầu tiên thì tôi nhìn thấy có một cái chép rất là cụt cười đặc biệt, nó lên đến tận 3,2 cm mà lại có một cái vành rộng như này để nó lan tỏa về cái dài cao đó. Còn với dài âm trung và dài trầm thì các bạn có nghĩ đây là dài trầm đúng không? Vâng, tức là cái bát này nó chỉ có 10 cm thôi, tức là nó rất là nhỏ. Và tôi cũng không hiểu, thì với chất âm mà khuyến cáo của trong hãng, người ta nói là cặp loa này đánh với công suất từ 50W đến 200W, thì tôi không hiểu cặp loa này nó có chịu nổi hay không. Thì qua nghiên cứu thì tôi mới thấy, tức là hai chiếc bát này nó không có phân tần. Đó là một điều rất là đặc biệt, tức là âm sắc của âm ly ra màu trung thực thế nào thì nó sẽ đưa ra đúng như vậy. Và tôi đã từng test những bản nhạc gốc rồi, thì tôi thấy nó một điều rất là, nghe chất âm nó rất là lạ và độc. Tức là nó sẽ, thứ nhất là đầu tiên tôi nói về cái âm hình của cái đôi loa này, thì tôi thấy nó rất là hay, tức là nó sâu, cái tuyến tính âm thanh nó rất là sâu. Cái thứ hai là về phần pháp lang, tức là làm rất là tốt cái nhiệm vụ của các nhạc công ở trên sân khấu biểu diễn. Cái thứ ba về cái màu sắc âm thanh thì tôi thấy rất ấn tượng về âm trầm này. Hóa ra là tôi mới tìm hiểu thì đây là không có phân tần và nó sẽ làm cái áp ngược, tức là chống đánh ngược lên đến loa chép để gây ra cái chép. Đó là hệ thống ba driver này, đó là một điều rất đặc biệt. Và khi đánh lớn thì bắt đầu tôi sờ đây thì tôi sẽ thấy là cái lỗ thoát hơi này là tương đối và là ra là tương đối là mạnh, tức là ống dẫn hơi này nó làm rất là cẩn thận, riêng người Kra làm các sản phẩm này rất là kỹ. Các bạn nhìn xem, vì đây là mặt đằng sau loa thì các bạn sẽ thấy bốn cọc đánh theo kiểu định dạng BY này thì toàn cọc WBT đến từ Tây Đức, và các cọc này là đều được hãng coi như là thửa riêng cho dòng sản phẩm này, vì dòng này là dòng loa rất là đặc biệt và có giá thành cũng không hề rẻ. Nhưng một điều âm sắc đưa lại cho các bạn thì các bạn sẽ phải gây một sự ngạc nhiên. Đó, và cặp loa này thì đứng trên một bộ chân rất là xinh xắn như thế này đây. Các bạn nhìn theo bộ chân côn như thế này. Đó, rất là tuyệt vời. Mà trông rất là nhẹ nhàng. Với những bạn mà yêu loa nhỏ mà muốn có những cái chất lượng nghe âm thanh mà thực sự ấn tượng, mà tốt, mà tạo được dấu ấn trong các cuộc chơi chinh phục loa nhỏ, thì đây là một đôi loa đáng chú ý. Tôi thấy rất ấn tượng với cặp loa này. Còn để phối ghép với cặp loa này thì chúng tôi sẽ dùng một chiếc âm ly Premalua đến từ Hà Lan và hiện tại trụ sở hiện tại đang ở Mỹ. Và chiếc âm ly này thì có công suất danh định là 35W cho mạch Canada, còn 7W cho đánh ở định dạng bóng bùn. Thì hôm nay tôi muốn có một sự trải nghiệm này và đánh bóng đúng bóng L34, mà bóng này là bóng hoàn toàn theo của hãng, và đây là đúng phân khúc mà mọi người chơi audio đen bây giờ là đang hướng tới và tìm, vì âm thanh nó cho một chất âm rất là đẹp, âm thanh nó mộc mạc, với cả cái quan trọng nhất là trong âm thanh đó là cái chất âm mà nó hướng tới là âm thanh rất là tự nhiên. Thì hôm nay tôi lại hướng tới các bạn là có một cách chơi, có một phong cách này, nhưng với bộ đôi sản phẩm này thì các bạn sẽ thử như thế nào và các bạn sẽ nghe những loại nhạc gì, thì sau đây tôi sẽ mời các bạn và chúng ta cùng có một cái sự trải nghiệm này. First of all, must go your scent upon my pillow, and then I say goodbye to your whispers in my dreams, and then our lips will part in my mind and in my heart, 'cause your kiss went deeper than my skin. But peace is how. My mind one at a time, one at a time.
chains will break. For your and my own sake, just remember, this is what you chose. Piece by piece is how I let go. Kiss by kiss will leave my mind. Đơn côi gót mòn đai lộ buồn, đèn đêm bóng mơ nhạt nhòa, hồn lắng tâm tư đi vào dị vãng, đường tình không trông lối, mang mối tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, dìu em rất mong tình thắm môi hồng, đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mai bước theo chồng em xa ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lê sầu thấm ướt đôi mi. Xin em ước nguyện tình yêu cuối, thương yêu không chọn thôi ra từ đi em. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau. Nay còn đau nữa người về trong thực sự là quá ấn tượng. Với một cặp loa nhỏ thế này mà với một lối trình diễn thì tôi nghĩ là đến nhiều cặp loa to cũng phải ngước nhìn, chứ không phải là điều đơn giản cặp loa nhỏ này. Và cặp loa nhỏ này thì tôi đã dịch lên dịch xuống rất nhiều, tôi thấy là với vị trí nào nó gần như cũng làm rất là tốt các cái nhiệm vụ của nó. Tức là với một phòng mình có thể khiêm tốn với diện tích thì mình vẫn để được, và với một phòng rộng như phòng Tết Lắc của Thiên Hà này thì tôi thấy là cái âm bình sâu, các ca sĩ gần như là đứng lại có lớp đang ra đằng sau này. Đó là một điều cảm nhận rất là tuyệt vời về dòng loa này. Các bạn thấy hay thì hãy nhớ đến dòng tô tầm của đất nước Kara này. Đó là một trong những dòng loa cho âm thanh rất là trung thực và tự nhiên. Và cái quan trọng nhất là các cái phối ghép thì các bạn luôn nên nhớ là với dòng tô tầm này thì nên hướng tới những dòng âm bi đẹp, những dòng prima loa này. Nó sẽ cho các bạn một thứ âm thanh mà nghe nó cuốn hút, lôi cuốn, và nó có một cái sự ấm áp
của trong khi nghe nhạc. Các bạn thấy hay thì hãy vào Thiên Hà Audio chúng tôi. Điểm đến của người yêu nhạc chúng tôi sẽ còn nhiều tút hơn nữa để gửi đến các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.